Bây giờ cha thông báo về cái phòng khám yêu thương dạ cho không. Cha nhận bệnh ung thư ngày 1 tháng 4 năm 2018 cho đầu nhận bệnh ung thư. Và cho đến nay ngày 1 tháng 8 năm 2018 là 4 tháng tròn. Như vậy cha nhận tất cả là 49 ca ung thư. Các loại bệnh đang đi, 49 ca là nhiều lắm đó. Nhiều lắm. Nhưng mà nghe cha báo kết quả là còn bao nhiêu ca nè. 49 ca ung thư này có 25 ca ung thư là đi sai phác đồ, tức là đi không giống cái điều cha muốn. Vậy thì 5 ca xin rút hồ sơ không có lý do, đang quá trình điều trị xin về không có lý do là 5 ca. 6 ca đang điều trị đi sai phác đồ bị cha đuổi ra khỏi phòng khám, đó là có lý do là đi sai bị đuổi. 14 ca bỏ phòng khám đi về không báo. Như vậy tổng cộng là 25 ca là dùng một cái từ chung là đi sai phác đồ. 5 ca xin rút hồ sơ không có lý do, 6 ca bị cha đuổi đi sai phác đồ, đuổi ra khỏi phòng khám, 14 ca bỏ trốn không có lý do, tổng cộng là 25 ca. Vậy 25 ca này hiện tại cha đang đi về khắp nơi của xứ ta rồi, cha không truy cứu là sống hay chết cha không biết nữa, bởi vì họ đã không nằm trong cái thành phần mà cha chữa trị. Như vậy cha còn chữa trị 24 ca đây, tức là trong này có đủ loại ung thư hết là 24 ca đây. Vậy hiện tại là đã ký quyết định cho 8 ca được xuất viện, nhưng mà cái ký quyết định đó là trung tâm hòa hảo đã xét nghiệm về đây, chính quyền địa phương mới ký. Vậy là 8 ca đã hết ung thư, đã được ký quyết định rồi. Còn lại 5 ca trước mặt anh chị em đây, 5 ca đây nè, đó, 5 ca rồi đó. 5 ca này là trung tuần tháng 8 này sẽ ký quyết định cho ra là hết ung thư. Còn lại 5 ca này là trung tuần tháng 9 là ký quyết định cho hết ung thư. Còn lại 3 ca là giữa mùa thu là sẽ ký quyết định hết ung thư, rồi sau đó nghỉ luôn, không chữa nữa. Vậy cha tóm lại là hiện tại cha đang có 24 ca ung thư, nhưng mà thành công 21 ca, còn lại chết 3 ca tại đây. Chết tại đây, đem xuống nhà xác sao tới mồ sao, xe cấp cứu trở về gia đình. Anh chị em sợ không? À, sợ không? Chết tại đây luôn. À, quay qua quay lại bắt đầu không vô cái hai nữa, quay qua quay lại cái đồng tử ông giãn ra, cái dạch nát ra đứng đồng rồi chết, đưa xuống nhà xác luôn, không cứu được. Rồi ca kia về tới đây nằm trên giường làm giấy có tuần lễ sau rồi tự nhiên ngáp đi luôn. Rồi ca kia về có hai tuần tự nhiên luôn, mày nó nổi sần lên hết rồi, nó nghẹt thở nó chết luôn, không ai làm gì được nó, nên tự chết luôn. Chết 3 ca tại đây, chết 3 ca tại đây. Và tất cả những người bệnh tới đây họ hết hồn hết, chừng nào tới con nói chưa. Vậy hiện tại cha còn 24 ca ung thư, là đúng ra là 24 cái hàng đó, 24 cái hồn đó. Nhưng mà cha cứu được 21 ca quách liệt, cứu quách liệt được 21 ca, còn 3 ca kia cứu không nổi là bởi vì nó quá đã mùi rồi. Như chuối chín cây đem về tới đây rụng luôn. Đem về tới đây rụng luôn rồi, không cách nào cứu kịp lên. Còn 21 ca kia là còn đi được, còn ăn được, cứu kịp thời. Anh chị em mừng không? Mừng không? Mừng dữ không? Đó, cho mấy những người hiện trạng hóa tay đi. Mừng không? Như vậy 24 ca mà ta cứu được 21 ca là ta giỏi đó. Ta giỏi dữ lắm, ta tự khen ca luôn. Ta tự khen ca là ta giỏi luôn. Chứ 24 ca này mà về, trong đó đặc biệt có 2 ca từ Mỹ về đây. Một ca là ung thư gan giai đoạn cuối, Mỹ báo cáo 3 tháng cho chết. Về tới bệnh viện Chợ Đẩy báo cáo 1 tháng cho chết, mà hôm nay là sẽ cứu vượt qua cho chết liền. Xin mời ông ca ung thư Mỹ đây. À, xin anh chị em thấy đây là ca này là bệnh viện Chợ Đẩy báo cáo đúng 1 tháng cho chết. Mà ở đây cha viện chẩn cho báo cáo cho anh chị em là trung tuần tháng 9 sẽ được cấp giấy phép là hết ung thư. Xin anh chị em cho một tràng pháo tay liền anh chị em. Rõ ràng nha. À, rồi còn một ca ung thư tỷ về tới đây được 7 ngày đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng mà ca đó đã vượt qua cái chết rồi, ca đó bây giờ là ca bảo hành là không bao giờ chết được hết. Còn lại một ca ung thư phổi
cũng đang nằm trong mộng mà cha bảo hành không bao giờ chết. Có nghĩa là ba ca còn lại này sẽ ra khỏi phòng khám này vào mùa thu, giữa mùa thu năm 2018. Còn 5 ca này sẽ ra vào giữa tháng 8, 5 ca này sẽ ra vào giữa tháng 9. Mừng không? Mừng quá trời phải không? Từ cổ chết phục sinh mà. Từ cổ chết. Vậy cha tự khen cha, cha giỏi quá, cha quất 21 ca, cha cứu được 21 ca. Tự cha khen cha, không ai khen cha nè. Tự cha khen cha thôi. Thôi thì cha cũng mừng cho những người này nha.